Lúc đó bắt đầu Úc đi. Và cái may mắn khi mà Úc đến với Amway thì cái ngày đầu tiên Úc gặp đó là thầy cô Trung Thơ. Và khi Úc gặp được thầy cô Trung Thơ thì Úc cảm thấy được một điều: Amway khác cho những gì mình suy nghĩ. Tại vì lúc đó Úc nghĩ rằng Amway là đi tiếp thị, Amway là đi bán hàng, Amway là đi lừa đảo. Và cái suy nghĩ đó và mình bỏ đi cái sự nghiệp kinh doanh Amway. Và cũng chính vì hai chữ đa cấp và mình không hiểu về đa cấp, cho nên dẫn đến mình bỏ qua cái cơ hội tìm hiểu kinh doanh Amway. Đúng không ạ? Rất nhiều người như vậy. Và khi gặp thầy cô, Úc cảm thấy được một điều, mở cho mình một cái tầm nhìn mới. Và tại sao mình lựa chọn Amway? Thông qua cái một buổi cà phê với thầy cô thì ngày hôm nay mình nhìn thấy Amway là một cái cơ hội thật sự đáng làm. Và tại sao mình lựa chọn Amway? Mình cứ nghĩ Amway chỉ là đi bán hàng thôi, Amway là đi tiếp thị thôi. Nhưng mà khi gặp thầy cô thì mình cảm thấy Amway là một cái sự nghiệp rất là lớn. Và lúc đó mình suy nghĩ lại, ủa, doanh nghiệp mình cũng đang vấn đề mà ta, cũng đang gặp khó khăn mà ta, tại sao mình sợ bị dụ ta? Và lúc này mình nghe một cái câu nói của một tỷ phú, nói rằng là gì? Cái người khó phục vụ nhất trên thế giới này chính là người nghèo. Và lúc đó mình nằm trong cái nhóm người nghèo đó mấy anh chị. Tại vì mình còn nghèo hơn một người ăn xin. Tại vì người ăn xin ngày hôm nay không có nợ, nhưng mà mình nợ. Cho nên lúc này cũng cảm thấy được một điều: nếu như mà chọn Amway mà anh chiều về nuôi cơm mình không chừng mừng nữa mấy anh chị. Đúng không ạ? Cho nên mình ngồi lại mình nghe thầy cô chia sẻ. Và thầy nói là gì? Có rất nhiều người Amway suy nghĩ là gì? Amway là đi bán hàng, Amway là tiếp thị. Nhưng hôm nay có rất nhiều mô hình kinh doanh rất là tiên tiến, nhưng mình cảm thấy nó bình thường. Mấy anh chị có đi taxi công nghệ chưa? Ai đã từng đi taxi công nghệ nè? Có phải ngày hôm nay taxi công nghệ là một cái công ty taxi không sở hữu chiếc taxi nào không mấy anh chị? Và ngày hôm nay họ chỉ là một cái app thôi. Họ kết nối những người muốn đi xe và những người chủ xe lại với nhau. Hai người này tự giao dịch với nhau và cuối cùng chia lợi nhuận với công ty taxi công nghệ, đúng không anh chị? Vậy thì cái cách mà người ta chia như vậy nó có hợp lý không? Hợp lý không anh chị? Vậy mấy anh chị có muốn trở thành ông chủ của hãng taxi công nghệ không? Muốn không à? Nhưng không được, tại vì lúc đó không có tiền, lúc đó cũng không có đủ trí tuệ, đủ cái suy nghĩ, đủ thông minh để được như ông đó. Và đâu đó một có một điều nữa, giống như ngày hôm nay thương mại điện tử có phải phát triển không ạ? Rất nhiều sàn thương mại điện tử ngày hôm nay phát triển. Nhưng mà tất cả những sàn thương mại điện tử này có hàng hóa không anh chị? Có không ạ? Theo Úc biết là không có. Và những sàn thương mại điện tử này giống như một cái chợ online thôi. Và người ta cứ quăng lên đó, quăng đồ lên đó, và mấy anh chị là những người đi tìm hàng hóa, đúng không ạ? Và khi mấy anh chị tìm trên đó, mấy anh chị giao dịch trên đó, và cuối cùng có phải những sàn thương mại điện tử sẽ kiếm tiền dựa trên những cái việc mà mấy anh chị đặt hàng không? Đúng không ạ? Vậy thì có hợp lý không? Vậy thì mấy anh chị có muốn trở thành ông chủ của sàn thương mại điện tử này không ạ? Và Úc cũng muốn như vậy, nhưng mà Úc cảm thấy cũng không được, tại vì mình nghèo quá. Tại mình không có đủ thông minh để trở thành ông chủ này. Nhưng mà khi gỡ gần thầy cô thì mình cảm thấy là gì? Ngày hôm nay mình là nhà phân phối Amway. Nhà phân phối Amway có sản phẩm không? Mình chỉ là người tiêu dùng sản phẩm đó, đúng không ạ? Nhưng Amway có rất nhiều. Amway đang sở hữu Nutrilite, dòng dinh dưỡng số 1 trên thế giới. Amway đang sở hữu top 5 thương hiệu toàn cầu Artistry, đúng không ạ? Và Amway ngày hôm nay sở hữu rất nhiều dòng sản phẩm tốt trên thế giới này. Và cái việc của tôi đó là gì? Thầy nói: Úc ơi, chỉ cần em đi kết nối những người xung quanh em đến với Amway tiêu dùng, và lúc này Amway sẽ chia lợi nhuận với em. Mọi người có muốn điều đó không ạ? Và lúc này có phải mấy anh chị đang đứng vai trò của ông chủ, những cái ông chủ thương mại điện tử và những ông chủ taxi công nghệ không? Và cái phần còn lại có phải là của Amway không ạ? Và có phải Amway hỗ trợ chúng ta không ạ? Cho nên Úc cảm thấy được một điều ngày hôm nay: nếu như chúng ta đứng trên vai người khổng lồ thì chúng ta sẽ cao hơn người khổng lồ, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ ngang bằng với người khổng lồ vậy lộn. Và có phải ngày hôm nay chúng ta là đối tác của Amway không ạ? Úc cảm thấy đến đây, Úc cảm thấy là cái sự nghiệp tại sao lớn như vậy. Và lúc đó khi mà tìm hiểu cũng muốn làm rồi, thì thầy cô lại nói với Úc một điều: em hãy nỗ lực nhanh nhanh thành công để em có thể thay đổi cuộc đời của mình.
Nhưng mà ông nói là ông làm cái kia nó quen rồi, tuy thiếu nợ nhưng cũng quen rồi, tuy khó khăn nhưng cũng quen rồi. Cái nghề này em làm 5 năm rồi, cái nghề này em làm 10 năm rồi, đổi nó mệt lắm, đổi nó khó lắm. Nhưng mà thầy cô nói giúp một câu, bố cảm thấy rằng cuộc đời mình cần phải thay đổi. Và chính cái câu nói này đã giúp chú thay đổi để ngày hôm nay trở thành đài mình. Mọi người có muốn nghe câu đó không ạ? Thầy cô nói giúp một điều, thay đổi là đau khổ, nhưng mà không thay đổi thì đau khổ sẽ kéo dài. Tại vì cái đau khổ của mình đang nhận rồi, tại sao mình không thay đổi nó? Và lúc nguy cơ là lúc chúng ta phải chuyển cơ mấy anh chị. Cho nên lúc này Úc nắm bắt Amway. Và lúc này nắm bắt Amway thì quay về nhốt bà xã mình tiếp anh chị. Nhưng mà nhốt ở trong nhà mình đi làm Amway, mình làm còn máu hơn nữa. Cho nên thầy cô nói á, làm Amway á, không biết á thì bắn chết cũng không đi vào, nhưng mà biết rồi á thì đuổi cũng không đi ra. Cho nên lúc này Úc nhốt bà xã ở nhà để Úc đi làm Amway. Và Úc thích Amway, đó là sự tự do. Mấy anh chị có thích làm chủ không ạ? Bảo cảm thấy Amway chính là làm chủ chính cái cuộc đời của mình, làm chủ chính cái thu nhập của mình, và làm chủ luôn cái thời gian của mình, đúng không ạ? Và cho nên Úc chọn Amway. Và bắt đầu Amway cũng không phải dễ dàng. Và rất nhiều người nói với Úc Amway không có tốt đâu, rất nhiều thứ xảy ra. Nhưng mà Úc, tại sao Úc làm Amway? Tại vì Úc nhìn thấy được thầy cô của mình mỗi ngày thay đổi, mỗi ngày thay đổi, mỗi ngày đẹp hơn, mỗi ngày hạnh phúc hơn. Lúc đó Úc Linh nỗ lực bên ngoài, Linh cũng có công việc rất tốt, nhưng Úc thì cũng đang xây dựng kinh doanh của mình. Có những lúc kiếm tiền được rất nhiều, nhưng mà hạnh phúc gia đình thì không có. Nhưng Úc nhìn thấy thầy cô mình mỗi ngày hạnh phúc, mỗi ngày tay trong tay, mỗi ngày đi chơi, mỗi ngày du lịch, đi tới đâu đi chơi tới đó, mình cảm thấy cuộc sống này là mình thích mấy anh chị ạ. Mấy anh chị có thích cuộc sống như vậy không? Tối ngày vợ chồng ở bên nhau không? Đi đâu cũng có nhau mà. Và đó lý do tại sao mấy anh chị coi cái đoạn clip vừa rồi lúc nào cũng hung hết trơn. Nó hạnh phúc vô cùng. Và sau 9 năm ở Amway thì nó được như vậy mấy anh chị. Đây là cái hình mà chuẩn bị bà xã nghỉ công việc cũ của mình để mà vô làm Amway. Và toàn tâm với Amway. Cho nên nó cảm thấy ở Amway chỉ cần mình kiên trì trong môi trường này thì chắc chắn là gì, thành công mình sẽ đến. Đúng không ạ? Rồi. Và trong quá trình làm Amway, có rất nhiều người nói với Úc, Amway không tốt đâu, Amway là lừa đảo. Có rất nhiều người làm Amway rồi, làm Amway khó lắm, làm Amway phải nghe những cái rất nhiều người nói với mình đó là Amway như thế này, và rất nhiều người từ chối. Và thầy cô nói lại tiếp tục, thầy cô nói với mình đó là gì? Đó là hãy chọn đích đến, đừng chọn con đường. Tại vì ngày hôm nay có rất nhiều công việc nào cũng sẽ thành công, nhưng cái quan trọng nhất đó là ông nhìn thấy được thầy cô trung thờ. Ông nhìn thấy tại sao thầy cô mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày cuộc sống tốt hơn. Và Úc khao khát cuộc sống đó, Úc mong muốn cuộc sống đó. Cho nên những cái lời nói những người xung quanh, Úc sẽ quay lại coi cái cuộc sống của người đó, cuộc sống của người đó, thu nhập của người đó, tất cả mọi thứ có giống như mình đang mong muốn hay không. Nếu không mong muốn không đúng thì Úc sẽ không cần phải nghe những lời đó. Và Úc chỉ nghe những lời thành công thôi. Và Úc nghe được thầy cô nói một câu rất là thích, đó là ngày hôm nay bạn nghe ai, đi theo ai, được ai ảnh hưởng cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Và khi Úc cảm thấy được là gì, khi được thầy cô ảnh hưởng thì mình có được cái suy nghĩ, cái tư tưởng của một người đang có cuộc sống mà mình càng mỗi ngày mình mơ ước. Thì chỉ cần mình kiên trì mỗi ngày làm theo thì chắc chắn rằng là gì, chúng ta sẽ có cuộc sống của cái người mình đang đi theo, đúng không ạ? Cho nên hãy kiên trì đi anh chị. Và khi mà đi theo thầy cô thì Úc cảm thấy được là gì, tất cả những giấc mơ của mình đều thực hiện được. Và hồi xưa khi mà Úc đã làm Amway, bạn Úc nói mấy cái đứa mà làm Amway nó ăn cơm hộp thì nói chuyện trên trời. Có nghe câu nói này không? Úc cảm thấy bình thường, tại vì Úc nhìn thấy đúng là ăn cơm hộp nhưng mà nằm ở trên trời nói chuyện, đúng không ạ? Tại vì Úc nhìn thấy được thầy cô của mình nằm trên máy bay, nằm hạng thương gia và nói chuyện rất là tình tứ trên đó, còn quay clip gửi về nữa. Cho nên Úc cảm thấy là gì, những cái câu nói của những người này đúng ghê vô cùng luôn, hợp với mình luôn. Mấy anh chị thấy hợp không?
Cho nên ngày hôm nay mình ăn, tôi thật với anh chị, không có một cái sự nghiệp nào mới khởi nghiệp mà không ăn cơm hộp đâu. Đúng không ạ? Chưa chắc có cơm hộp để ăn, nhiều khi ăn bánh mì luôn. Nhưng mà ngày hôm nay ăn cơm hộp mà nó sau này mình ngủ mình nói chuyện trên trời được không anh chị? Cho nên quá tuyệt vời, cho nó cảm thấy điều đó đúng. Đúng không ạ? Và những cái hình này mấy anh chị là sau khi Út lên Diamond Út mới đi. Tại vì thầy Trung nói với Út á, em là một cái Diamond kỳ cục nhất thế giới. Tại vì chưa có đi một cái chuyến du lịch nào hết trơn đã trở thành Diamond rồi. Cho nên là gì? Những cái chuyến du lịch này là sau khi Út lên Diamond Út mới đi. Cho nên là ở Amway cái gì cũng xuất hiện, kỳ tích nó xuất hiện nhiều lắm anh chị. Chưa đi một chuyến iOS nào thì đã lên Diamond rồi. Cho nên Út cảm thấy được một điều là gì? Chỉ cần ngày hôm nay mấy bạn tin tưởng thì kỳ tích sẽ xuất hiện, đúng không ạ? Và đây cũng là một cái kỷ niệm đám cưới 10 năm Út vừa mới làm vừa rồi mấy anh chị. Khi xưa Út bắt Út với Linh bắt đầu đám cưới, thật sự rất nhiều khó khăn. Có rất nhiều khó khăn và Út cảm thấy là gì? Út nợ bà xã mình một cái đám cưới. Vì Út cảm thấy là Linh có rất nhiều sự. Nhưng tại sao ngày hôm nay lại lựa chọn một người đang thất bại? À, và lúc Linh nó cũng không trân trọng một cái đám cưới gì cả. Chỉ cần ngày hôm nay chúng ta đến với nhau và xây dựng sự nghiệp. Và vừa rồi lúc mà khi mà cái lần một đám cưới với Linh thì Út suy nghĩ trong đầu rằng nhất định sau này mình sẽ tổ chức cho bà xã mình một cái đám cưới để bù lại cái những năm tháng mà mình đã trôi qua. Và tháng 6 vừa rồi thì Út cũng đã làm lại một cái đám cưới. Và lúc đó có rất nhiều nhà phân phối, rất nhiều lãnh đạo đến để chúc mừng mình với anh chị. Cho nên có nhiều người làm Amway không dám chia sẻ. Biết tại sao không? Tại vì những người á, chưa đám cưới thì sợ chia sẻ xong bạn nó nghỉ chơi, nó nghỉ đi đám cưới luôn. Đúng không? Nhưng mà mấy anh chị yên tâm đi, mấy anh chị nói thật mấy anh chị, ngày hôm nay mấy anh chị mà thành công mấy anh chị lên Diamond đi. Rất nhiều người đi đám cưới không chừng, mà nếu mà năm sau mà ông lên Double Diamond không chừng anh chị sẽ tổ chức cái đám cưới này luôn đó. 10.000 người luôn. Đừng sợ không có người đi. Đúng không ạ? Cho nên nó cảm thấy ngày Amway sẽ thực hiện tất cả những giấc mơ của mình. Và rất nhiều lời nói, rất nhiều lời từ chối, rất nhiều thứ nó diễn ra. Và Út Linh bắt đầu, rất nhiều người bắt đầu Amway từ con số 0. Nhưng Út Linh bắt đầu Amway bắt đầu từ con số âm. Và rất nhiều khó khăn nó xảy ra. Có những lúc Út Linh phải uống nước đi làm Amway. Có rất nhiều người đó là gì? Có tiền mới làm Amway được. Nhưng mà Út Linh không có tiền cũng làm Amway được. 2.000 trong túi cũng sẽ đi làm Amway. Tuy rằng 2.000 trong túi nhưng ra đường là nói chuyện trên trời không luôn. Ngày hôm nay tôi không có tiền nhưng Amway có không ạ? Amway đang đầu tư tại Việt Nam hơn 1.000 tỷ đúng không ạ? Cái điều này nó giống như là anh Chiều nói là Út ơi, bây giờ anh đầu tư ở Việt Nam 1.000 tỷ, nhưng mà bây giờ em đi phát triển hệ thống cho anh đi, hợp tác với anh đi, hùng với anh đi, lời chia 6-4 lỗ anh chịu chơi không? Sướng muốn chết luôn, đúng không ạ? Cho nên nó cảm thấy ngày hôm nay tại sao không làm quê, không có một cái lý do gì không làm Amway, đúng không ạ? Và rất nhiều người nói như vậy. Cho nên nó cảm thấy là gì? Không có tiền cũng làm Amway, và cho dù không có một đồng trong túi cũng bước lại ra làm Amway, không có một hộp cơm trong bụng cũng uống nước đi làm Amway. Và con đường thành công của Út Linh có rất nhiều điều phải nói với anh chị, nhưng mà chắc lẽ hẹn mấy anh chị lên Double Diamond nói, đúng không ạ? Và cách đây khoảng 1 tháng Út đi ra ngoài Phan Thiết, đó là một cái thị trường mới của mình, thì bảo bối của mình bắt đầu là nấu một cái bữa, dùng cái nồi Win để nấu ăn. Và khi dùng cái nồi Win nấu ăn thì người ở ngoài Phan Thiết thì người ta có một cái 2 hũ gạo mấy anh chị. Một hũ là cho gà ăn, một hũ là người nấu cho gia đình ăn. Nhưng mà bảo bối của mình lại đi lấy cái cơm ở trong cái hũ mà nấu cho gà ăn. Thì khi mà nấu lên, dở lên thì bắt đầu Út xới lên và Út ăn, Út rớt nước mắt. Nhưng bảo bối mình tính đâu là mình làm sai cái gì rồi. Và lúc này Út rớt nước mắt vì sao? Vì có những lúc khó khăn Út phải ăn những cái cơm đó để qua ngày để làm Amway. Vì tạm thời hiện tại nó không quan trọng, quan trọng nhất là cái tương lai của mình nó như thế nào. Cho dù mình đói, cho dù mình nghèo, cho dù mình không có tiền ăn cơm, nhưng chỉ cần ngày hôm nay mình có giấc mơ
thì chắc chắn mình sẽ thành công, đúng không ạ? Cho nên là gì? Tặng anh chị một cái câu nói mà là kim chỉ nam của vợ chồng Út Linh, để cho Út Linh mỗi ngày có thể thành công Amway. Và cái câu nói này của là của cô Holly Chen, người thành công, một vĩ nhân của Amway, đúng không ạ? Và câu nói là gì? Nghịch cảnh không phải là bạn phá sản, mà là phá kỷ lục bản thân mình, đúng không ạ? Và Út cảm thấy Amway ngày hôm nay thành công Amway, Út cảm thấy được một điều, đó là chỉ cần bạn vượt qua chính giới hạn của bản thân mình. Ngày hôm nay trời mưa quá, thôi mưa quá em không đi. Nắng quá, thôi nắng quá em cũng không đi. Tối rồi em không đi. Cái gì cũng ngăn cản mình chứ. Nhưng mà đối với Út Linh ngày hôm nay, cái gì mình cũng đi, chỉ cần làm điều đó mà nó vươn tới cái thành công của mình, chắc chắn Út sẽ làm. Và không ngại khó khăn. Mấy anh chị có ngại khó khăn không? Và mấy anh chị có muốn cái cuộc sống mình đang đi không ạ? Cho nên ngày hôm nay Út chỉ nhìn vào những cái điều mình muốn để mình nỗ lực mỗi ngày. Và để có được như ngày hôm nay, có được đoàn đội Út Linh như ngày hôm nay, có được Diamond như ngày hôm nay, đó là công lớn của thầy cô. Và mượn sân khấu này để Út Linh gửi bó hoa tươi thắm để cảm ơn thầy cô của mình đã luôn yêu thương, đã luôn bao dung, đã luôn dìu dắt vợ chồng Út Linh có được như ngày hôm nay. Và cảm ơn thầy cô rất nhiều. Và mời Diamond Quanh Châu. Những bó hoa tươi thắm từ Diamond Nguyễn Thị Thùy Linh và Lê Văn Út, Diamond Nguyễn Kim Châu và Lê Ý Oanh đang được trao tặng đến các thầy cô của mình như lời cảm ơn chân thành nhất, vì đã là người truyền cảm hứng, dẫn dắt để các anh chị có thể trở thành một trong những viên kim cương sáng nhất đêm nay. Và cũng như để đáp lại tình cảm đó, chúng tôi tin chắc rằng những thành tựu và sức ảnh hưởng của anh chị sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn, không chỉ trong cộng đồng Amway mà còn đến các thế hệ nhà phân phối tiếp theo trong tương lai. Thầy Trung nói Út là hai đứa em làm Amway cái gì kỳ cục quá vậy? Và em chưa có đi một chuyến iOS nào thì em đã trở thành Diamond. Và thầy nói là gì? Anh mới làm, anh làm Amway năm nay là hơn 13, 14 năm, cho nên em là cái người mà anh thấy đầu tiên. Và làm sao để một năm trở từ Founder Latinum để trở thành Diamond? Thì người chia sẻ cái câu chuyện này đó là cái người yêu của Út. Không phải là người vợ đó anh chị, mà là người yêu của mình. Và bây giờ thì để có được như ngày hôm nay thì đó là cái công sức của ba mẹ đã sinh ra vợ chồng Út Linh. Và trong cái thời gian mà vợ chồng Út Linh làm Amway thì ba mẹ là cái người ở phía sau để mà gì chăm sóc con cái, và đã hỗ trợ cho vợ chồng Út Linh rất nhiều. Và nhân cái sân khấu này thì sẽ mượn đôi bàn tay của anh chị, mượn hai bó hoa để dâng lên để mà cảm ơn ba mẹ của mình, anh chị. Ba mẹ của Diamond lên sân khấu ạ, để đón nhận những bó hoa tươi thắm từ Diamond Nguyễn Thị Thùy Linh và Lê Văn Út. Ngay lúc này trên sân khấu là khoảnh khắc ý nghĩa khi
anh chị đang trao tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời yêu thương và biết ơn sâu sắc của mình dành cho Đấng Sinh Thành. Và xin mời cả gia đình cùng nhau hướng mắt về máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa này. Xin cảm ơn gia đình và xin mời gia đình di chuyển về vị trí danh dự của mình để tiếp tục theo dõi chương trình. Chị hãy dành cho gia đình của Linh một tràng pháo tay nữa các anh chị. Linh nhớ là ngày xưa mẹ Linh nói Linh có mẹ có một đứa con gái à. Cho nên đó là nó sống xa xứ, không ở gần mẹ. Và Linh lựa chọn em quay vì Linh nói với mẹ là sau này khi mẹ cần con thì con sẽ có mặt. Ngày hôm nay Út Linh không có năng lực các anh chị, nhưng cái quan trọng nhất đó là cái động lực khắc cốt ghi tâm. Tại sao từ một năm chỉ là founder Latinum, Linh chưa đi du lịch lần nào hết các anh chị, nhưng mà năm sau đã đột phá trở thành Diamond. Các anh chị có muốn nghe cái này không ạ? Làm cái gì thì mình cũng phải vượt qua thử thách, đúng không? Đúng không các anh chị? Các anh chị có chấp nhận vượt qua thử thách không các anh chị? Và cái đầu tiên nhất đó là cái gì? Nhất định mình phải quyết tâm, đúng không? Có phải chúng ta phải cần quyết tâm đúng không các anh chị? Và đây là cái bức hình mà Linh rất là cảm giác, tại vì đây là cái căn chòi mà ba mẹ Linh làm vuông ở dưới quê, và Linh kéo đoàn đội lên về vỏn vẹn trước đó một năm chỉ tầm bao gồm cả tiếng bạn luôn chưa đầy 30 người các anh chị. Nhưng mà Linh nói với anh Út, Linh nói anh ơi, nhất định là năm sau chúng ta phải lên Diamond. Tại vì những cái ngày đầu khi mà Linh nỗ lực các anh chị, đã khi mà mình quyết định lựa chọn một cái gì đó, có phải là mình rất là căng não để lựa chọn không các anh chị? Có phải vậy không ạ? Và Linh lựa chọn em quay làm sự nghiệp có rất rất là nhiều lý do. Nhưng mà cái lý do mà gọi là khắc ghi trong lòng mình, mà mỗi lần mình nhắc đến là mình khóc, đó là vì chữ hiếu. Và Linh cảm giác được là mình nợ ba mẹ rất là nhiều các anh chị, chưa dành cái gì cho ba mẹ hết. Và mình rời quê nhà để mình đi lập nghiệp. Và Linh cảm thấy được là ngày hôm nay, những cái ngày đầu khi mà Linh bước đến em quay, người thương mình thì nói em ơi đừng nên, nhưng mà cái người không thương mình thì khi dễ ra mặt luôn. Các anh chị thấy sau khi mình đám cưới xong mà bắt đầu là mời đám cưới, người ta đã không đi. Sau khi đám cưới xong người ta không mời mình lại, các anh chị thấy như thế nào ạ? Có phải là đôi khi mình sẽ có những một vài suy nghĩ để buồn đúng không? Nhưng mà khi Linh được bước vào lớp học rồi thì Linh cảm giác được là ngày hôm nay không có gì để buồn hết. Tại vì sao ạ? Khi mình thành công đi, chắc chắn mình sẽ có rất là nhiều lương sư bạn hữu, đúng không các anh chị? Cho nên là ngày hôm nay mình làm cái gì cũng vậy hết, nhất định mình phải lựa chọn cho kỹ. Những ngày đầu Linh với anh Út quyết định dẹp bỏ cái doanh nghiệp của mình. Linh thì rất là quyết đoán nha các anh chị. Linh nói anh dẹp cái doanh nghiệp của anh đi. Em hứa với anh, chỉ cần anh nỗ lực với em thôi, chỉ cần 5 năm thôi thì cuộc đời mình sẽ thay đổi. Và anh Út vẫn gọi là cầu cưa với cái doanh nghiệp đó. Tại vì sao các anh chị biết không? Tại vì khi Út Linh đóng cửa cái doanh nghiệp này, đồng nghĩa là sẽ nợ 2 tỷ trước mắt. Các anh chị nghĩ có dám không ạ? Nhưng mà Linh thuyết phục anh Út vào, cuối cùng với cái sự quyết tâm thì anh Út đã quyết định lựa chọn em quay làm sự nghiệp. Linh làm 3 năm mới lên Silver, làm tới năm thứ 6 mới lên được Founder Latinum. Và mình thấy được là những người yêu thương mình chờ mình quá lâu, đúng không các anh chị? Cho nên là Linh nói với anh Út, thôi bây giờ thành công sẽ đến từ một quyết định. Và mình có quyết tâm với cái sự lựa chọn, cái quyết định của mình chưa? Và Linh lật anh Út ngồi dậy giữa trưa luôn các anh chị. Lúc đó anh còn đang nằm ngủ luôn á.
Linh nói là thôi anh dậy đi, em sẽ bàn kế hoạch đền lại mình phải không? Và nó dụi mắt với Linh vậy là, và nghe Linh nói và quyết định năm sau hoàn thành đài mình các anh chị. Và trong cái thời gian mùa dịch, Linh lên đài mình là mùa dịch, Linh nhớ là 6 tháng đầu năm thì bắt đầu có một người đồng nghiệp cũ của Linh, à, người chị này nói là Linh ơi, bây giờ dịch tới không có làm gì được hết trơn, à, em hãy đi làm với chị đi. Chị đưa cho Linh một cái hợp đồng các anh chị, nếu làm tốt, tại vì Linh là dân sale cho nên là Linh điều giá rất là tốt, cho nên là anh nói, chị nói là nếu như em làm tốt thì chia 64 với chị, thu nhập không bao giờ dưới 100. Lúc đó Linh đang là founder Latinum thì thu nhập khoảng 50 triệu hả các anh chị? Các anh chị thấy có nên lựa chọn không? Nhưng mà Linh trả lời vậy nè các anh chị, các anh chị có muốn nghe Linh trả lời không? Có muốn không ạ? Linh nói với chị á, chị ơi, năm nay em đang thiết lập cái mục tiêu mới, cho nên là em quyết tâm với cái sự lựa chọn của em rồi. Cho dù truyền thống có bao nhiêu tốt đẹp đi nữa, em cũng không cần, và em quyết định lựa chọn em quay làm sự nghiệp tới cả cuộc đời luôn. Và thầy Linh dạy Linh, ngày hôm nay vừa lãnh đạo, mình nói được, mình phải làm được, đúng không các chị? Người ta đang tin tưởng mình, giao tương lai vận mệnh cho mình thì nhất định mình phải có trách nhiệm. Và mình làm cái gì cũng vậy hết. Một khi mình đã quyết tâm rồi thì mình phải dùng tâm vào cái sự nghiệp của mình, đúng không ạ? Thầy cô nói là ngày hôm nay sự nghiệp em quay là sự nghiệp lớn, nhưng mình phải làm tốt, làm tỉ mỉ từng chút những việc nhỏ, đúng không các anh chị? À, và Linh cảm thấy những cái ngày đầu có nhiều người cười Linh, tại sao lại đi chơi đồ hàng, tại sao lại minh họa sản phẩm, làm lóc cốc lên keng, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay đi bán kem đánh răng, bán nước rửa chén mà đi được hạng ghế thương gia và giá trị cuộc đời, các anh chị có muốn mà? Đây là những ngày đầu mà Út Linh làm em quay các anh chị. Mình nhìn lại những tấm hình là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. À, và có nhiều người lại đặt ra một cái câu hỏi nữa. Tại sao Út Linh lại dẫn dắt tuổi trẻ? Dẫn dắt được tuổi trẻ và đặc biệt là trong mùa dịch nữa các anh chị. Và Linh cảm thấy là đoàn đội của mình, Linh cảm thấy rất là hạnh phúc các anh chị ơi. Đây là đoàn đội của Linh. À, toàn là tuổi trẻ không các anh chị? Tuổi trẻ có thích trải nghiệm không ạ? Đúng không các chị? Cho nên là ngày hôm nay, nếu như bạn biến công việc của mình thành những việc trải nghiệm, thì chuyện gì ạ? Thì chúng ta sẽ được đi trải nghiệm cả cuộc đời, các anh chị có thích không? Cho nên là bản thân Linh cũng rất là trẻ, mình rất là thích. Linh nói với thầy cô, em sẽ dừng lại ở cái tuổi 18 khi bước vào em quay, sẽ không có già nữa, đúng không các anh chị? Thế mình cảm thấy là ngày hôm nay tuổi trẻ thì đích thi trải nghiệm, có phải tuổi trẻ thích chơi không? Vậy thì chúng ta hãy làm những cái gì, mình hãy dụng tâm với đoàn đội của mình. Mình phải có được một cái sân chơi cho tuổi trẻ, có được những cái gì cho đoàn đội của mình, đúng không các anh chị? Và hỏi thiệt các anh chị ở đây, những cô chú ở đây có thích đi chơi không? Có thích đi trải nghiệm thế giới không ạ? À? Cho nên là không phải là tuổi trẻ mà tất cả chúng ta sẽ muốn trải nghiệm thế giới, đúng không các anh chị? Ngày hôm nay đây là câu nói của cô Trần. Cô nói là ngày hôm nay tâm ta bao lớn, vũ đài ta sẽ lớn bấy nhiêu. Cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Những ngày đầu Út Linh đến đây, cái gì cũng không có hả các anh chị? Tiền không có, kinh nghiệm không có, mối quan hệ càng không. Nhưng mà thầy nói là chỉ cần em có giấc mơ. Linh nhớ là cách đây 9 năm trước, Linh gặp thầy Trung. Linh may mắn bán chiếc Camry cho thầy. Và thầy nói với Linh á, nếu như em tin tưởng anh chị, thì chỉ cần 3 năm đến 5 năm, anh sẽ giúp em thay đổi cuộc đời. Cảm ơn thầy cô rất là nhiều ạ. Theo các anh chị, mình gặp một cái người xa lạ như vậy, mình có tin không? Theo các chị có tin không ạ? Linh không có tin. Cho nên là Linh đợi tới lúc mà Linh sinh bé Bi rồi, con Linh được 3 tháng, thì lúc đó Linh lọ mọ và đi tìm cái nick Facebook của thầy và kiếm số điện thoại của thầy để mà xin đi làm em quay các anh chị.
Trời ơi, các anh chị có thấy là ai mà đi xin làm em quay không? Cho nên là bên ngoài có bao nhiêu sự từ chối có sợ không các anh chị? Các anh chị sẽ tìm đâu đó một người cần giấc mơ, cần cơ hội và đến gặp mình thì bắt đầu là anh chị ơi cho em xin làm em quay với anh chị, đúng không ạ? Và thật sự các anh chị, Linh cảm giác rất là nhiều về cái chữ ái tâm này. Tại vì Linh rất là rõ ràng, khi Linh gặp một người nào đó, Linh đều có ba cái suy nghĩ. Linh tự đặt cho mình một cái câu hỏi: người này đến với mình, người này là người tiêu dùng hay là người như thế nào? Nếu như ngày hôm nay người ta đến với mình vì một cái đơn hàng nào đó, vì tiêu dùng sản phẩm, một giai đoạn nữa họ không thích, họ có bỏ rời đi không các anh chị? Đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mình làm cho người ta thích mình, cảm động mình, ái náy với mình, thì họ có phải là người kinh doanh của mình không? Đúng không? Đúng không các anh chị? À, và khi Linh cảm giác được là ngày hôm nay cái người kinh doanh chưa chắc là ở lại với mình. Nhưng cái điều thứ ba đối với Linh, Linh xem thầy cô giống như người cha người mẹ thứ hai của mình. Và Linh xem đoàn đội của mình giống như là con cái của mình các anh chị. Và Linh suy nghĩ là cho dù anh em có cự cãi với nhau, con có giận hờn ba mẹ, thì nếu như họ xem mình là người nhà, họ có ở lại với mình không các anh chị? Có không ạ? Và Linh vì cái điều đó các anh chị, vì cái điều đó Linh muốn xây dựng ra một đoàn đội, một đoàn đội đầy tình yêu thương các anh chị, một đoàn đội đồng lòng với nhau, mình sẽ đi với nhau cả cuộc đời này. Và Linh thấy ở em quay đã cho Linh rất là nhiều giá trị đó, thì mình đi cả đời với nhau để hưởng thụ những cái gì tốt đẹp trong cuộc sống, có xứng đáng không tất cả các anh chị ở đây? Có không ạ? Và Linh cảm giác được ngày hôm nay khi mà anh chị mình lần đầu tiên đến nhà thi đấu Phú Thọ, cũng giống như Úc Linh 9 năm trước bắt đầu tập tành bước đến đây. Các anh chị ơi, nếu như mình đã lựa chọn, mình bước đến đây để mình tìm hiểu cơ hội rồi, thì các anh chị hãy nắm chặt cái cơ hội này. Nắm chặt cái cơ hội này để làm gì các anh chị? Để chúng ta có thể thay đổi cuộc đời, được không tất cả các anh chị? Và em hứa với anh Triều, hứa với chị Quyên, vợ chồng em nhất định sẽ là FC của em quay Việt Nam. Tại vì gần đây họp thì anh Triều nói là chúng ta nhất định phải chạy vào top 8. Các chị có đau lòng với nhau không ạ? Linh rất là cảm giác về điều này các anh chị. Tại vì ngày hôm nay không phải là diamond để có cuộc sống tốt đẹp nữa. Tại sao lại thiết lập mục tiêu là FC? Nhất định mình phải lên FC tất cả anh chị. Cho dù anh chị ngồi cuối hội trường đi nữa, cũng hãy thiết lập cái mục tiêu là FC. Tại sao? Tại vì khi cuộc sống chúng ta tốt đẹp rồi, sẽ đi giúp cho nhiều người cải thiện cuộc đời, những người đang có giấc mơ và cần cơ hội, được không tất cả các anh chị? Cảm ơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay một cái buổi rất là hoành tráng, đúng không ạ? Cảm ơn công ty, cảm ơn tất cả những đối tác của công ty, cảm ơn tất cả các lãnh đạo đã hỗ trợ và tạo ra một cái chương trình để tưởng thưởng và một lần nữa để làm gì các anh chị? Để cho Úc Linh cũng giống như tất cả các diamond ở đây được một lần báo hiếu ba mẹ trên sân khấu. Một lần nữa, cảm ơn rất là nhiều ạ.